Với xe đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ với xe đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có được cái nhìn thực tế hơn về những kỹ năng giao dịch vận dụng ở trên thị trường và cho mọi người thấy được những góc khuất và những mảng tối trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải minh chứng vào trong thực tế, giao dịch được thì phải dẫn chứng thực tiễn ở trên thị trường. Làm gì có cái chuyện áo quân Forex thế giới hay Ro Trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex mà chỉ là những thằng phân tích về xu hướng, đọc lệnh trên thị trường rồi đưa ra chiến lược. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ bị bợm trên thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Giao dịch được thì phải minh chứng vào trong thực tế được. Giao dịch được thì phải chứng minh bằng thực tiễn, bằng chính lịch sử giao dịch của người đứng ra chia sẻ. Đó mới là cơ sở để chúng ta nhìn nhận, đó mới là giá trị để chúng ta đánh giá và hiểu được rõ về bất kỳ một ai có năng lực hay không ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Chứ không phải dùng trading view để nói như đúng rồi lên phân tích, rồi nói kèo này hay kèo nọ. Xin lỗi nhà đầu tư, hoàn toàn đó không phải là những giá trị mà nhà đầu tư có thể thành công ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ để cộng đồng và mọi nhà đầu tư nhìn nhận, hiểu rõ và thấy rõ về những các giá trị ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Tôi gửi đến nhà đầu tư với những kỹ năng giao dịch với những giá trị vận dụng ở trên thị trường để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư có được cái nhìn đúng hơn khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex. Giao dịch được thì phải minh chứng bằng thực tế, giao dịch không được thì sẽ không có giá trị để chúng ta kiểm chứng ở trên thị trường. Đó chính là thực tế, đó chính là thực tiễn mà cộng đồng và mọi nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm trên thị trường cần phải lưu ý. Tôi mong rằng bản thân chính các bạn nên đi chậm lại để đừng để rằng khi xảy ra các vấn đề rồi bản thân các bạn mới là những người tự đi giải quyết các giá trị đó. Bởi vì đơn giản rằng giao dịch trên thị trường về đầu tư Forex này không dễ. Nếu dễ thì bọn chúng đã vận dụng. Nếu dễ, bản thân bọn chúng đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ về những thực tế này trên thị trường về đầu tư Forex. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường. Tôi gửi đến anh em và cho anh em thấy rõ về những kỹ năng mà bản thân tôi đang vận dụng ở trên thị trường và con đường của bản thân các bạn đi thì các bạn phải thấy rõ về những giá trị đó trên thị trường. Rất nhiều thằng nói cả các bạn rằng bản thân chúng giao dịch được nhưng thực ra chúng có áp dụng được vào trong thực tế đâu để mà đem ra chứng minh cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư thấy rõ. Con đường của các bạn đang đi thì các bạn phải tự nhìn nhận, phải tự đánh giá và phải tự hiểu được chứ đừng để lao vào rồi trả giá thì bản thân các bạn là những người phải chịu. Xin chân thành cảm ơn.